Lấy bánh nha chị ăn á, chị nhỏ đó đi. Ai có bánh chà. Luôn, ngon nhỉ. Để cái cài bánh nào ngon. Dạ bà quên, định định nũng nũng khóc xíu mà ngáo là bà đại bánh ăn vậy các bạn. Ôi trời ơi, thương tôi thế chị. Sao á, đây nè, sao sao bánh gì á. Bánh gì, đem ra đây đi, đem ra đây hết đi. Nhà em còn mỗi bánh xe chị ăn không? Xe cái gì? Ai, nhà em hết bánh rồi chị ơi. Rồi sao, phiên đâu, chị không chịu đâu. Không đâu, không hết bánh thì hết bánh thì em dẫn chị đi ăn gà rán anh tôm cu có khi còn ngon á. Ngồi nhà ngoài cũng chán vậy. Em bao nha, chị không có tiền đâu nha. Em bao, em bao. Ok, mày được, tài em bao là hợp lý đi rồi. Luôn. Hello tôm cu. Ôi, bà đóng cửa nha, bà đóng cửa nha. Bà đóng cửa nha. Ủa gì vậy? Có gì mới tới bà đóng cửa? Nhiều khách muốn ăn thì có món bò ăn không? Nó không ngon lắm thì cho ai chứ. Ôi, bà gì ấn bò mà. Tôi bị gì ấn bò. Gà rán đi bán bò là sao không nổi. Ơi. Rồi sao? Trời chán. Còn món nào khác quay chiên bây giờ như này. Như này, như này, như này. Chúng ta hai, chúng ta cùng nhau đi chợ mua thêm gà đi ha. Tôi tính đi mua mà người đi chiên cho dư luôn. Trời ơi, giờ đi ra ngoài. Dạ, sáng giờ kiểu ở nhà cũng làm gì đâu. Đi đi, thôi đi chị, đi chơi chị ơi. Của thống khoáng ha. À, rồi. Đi 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 chơi rồi. Đi 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 chết hết hồn luôn rồi. Tôi có tiền nè, tôi về lấy tiền nè, bye bye mọi người. Ôi, người ta đi chơi mà quên em tiền. Đi chợ quên em tiền. Hiểu luôn á, người gì đâu mà đản chí, đi nhanh nhanh nha ông nội, giờ nắng nóng quá. Đi nhanh đi. Mày vô mọi người ơi. Jimmy đã mở một shop mới về Roblox, Jimmy Roblox chấm cơm. Những dịp khai trương mình sẽ tặng miễn phí Rolex và trái ác quỷ xịn cho các bạn, nhanh tay vào shop. Cùng đến với shop Jimmy Roblox chấm cơm, ủng hộ Jimmy và nhận quà miễn phí nha. À, tôm cu đông quá. Trời ơi, kẹo này đổi một lít luôn. Nghe tiếng ngay á. Ai vậy? Xin chào tất cả mình các bạn đã quay trở lại với channel của Phân Tích Báo. Và hôm nay Phân Tích Báo thì có một vậy báo khá thêm đây. Báo nào ngon được không? Nó làm với đồ nướng không? Ừ, trời, cái táo là nó phải ngon ngọt chứ, nó phải giòn xốp chứ. Nó có ăn nè, mới về một quả, lấy thêm một lá. Ở đâu ra tự nhiên táo miễn phí vậy ba? Nhìn thôi, tại chợ hàng thôi. Vậy giờ mình các bà đã đến với đây rồi. Hào phóng dữ ta. Ngon. Nhưng mà chị cũng đang nói bụng. Chị cũng đang nói bụng thôi. À, em được mấy quả giờ, em cho em mấy quả. Có một quả thôi. Chị được hai quả. Đưa chị hai quả cho đúng rồi. Đúng rồi, mình chia sẻ. Ồ, tôi cứ quay trở lại rồi nè. Tôi cứ quay. Làm gì mà lâu với ông nội, bộ tiền nhiều vậy lắm hay gì vậy? Bộ giấu lắm hay gì mà lâu vậy? Hả gì vậy? Trời ơi, đợi ông lâu quá. Đúng rồi. Ê, tôi cứu nó nghe nè. Ông nội ơi. Nè, có ông kia tốt bụng lắm thì dám đi ngắm cho mình mấy quả táo nè. Táo đi ông chơi, trời chơi, vừa ăn chơi, trời chơi. Rồi, đi hai. Nhầm. Nè, trời chị đó quá trời để chị ăn cái. Trời ơi. Tự nhiên, ơ, tự nhiên ăn xong gì chóng mặt quá. Gì vậy? A few moments later. Chị Cam ơi, đây là đâu vậy? Chạy đây. Đây, đây, đây. Đây là đâu vậy Ngáo? Ủa? Trời, em sao mình đi nhỏ xíu vậy này? Vậy chào mừng những cái kênh thí nghiệm đầu tiên của ta. Kìa. Thí nghiệm. Bây giờ mua cái ông bán táo kìa. Ủa? Tôi có làm gì đâu mà sao mọi người ác cho tôi vậy? Sao tôi còn nhỏ xíu rồi? Nhỏ tới bao giờ? Trời ơi. Là gì đâu, ta làm gì thôi. Rồi luôn. Tôi phải cuộc đời tí hơn này suốt cả cuộc đời này. Và tôi đẹp đâu. Ngao em coi. Em đi đi, em đi về làng đi, kiếm đường về làng đi đi. Mình đi cái kiếm đường. Cái đỏ nó đồng luôn. Ở đây có cái gạch đỏ rồi ta. Biết nữa kìa. Cái gì? Cái gì? Cái gạch đỏ. Anh nên đi qua không nhỉ? Ông đi qua cứ coi, hồi nãy ngáo được đi qua ngáo chết kìa. Má cha. Ôi xong rồi. Trời ơi, mình bị mắc kẹt ở đây hầm thôi các bạn ơi. Ủa sao mình đi ra đây mình lại chết? Rồi tụi mình bị mắc kẹt ở đây mãi mãi rồi mọi người ơi. Ông trời ơi. Bởi vì mình về mình có thể kêu sự cầu cứu của anh Hi Hi
ừ nữa lại thêm cái nữa. Giờ đây mình đi miệng thôi, nó xuất hiện mấy con quái vật không biết xử lý sao luôn á. Bây giờ tranh thủ mình làm nhanh cái bàn chế tạo đi mọi người. Đây mình đang chế tạo ra mấy cái vũ khí nè các bạn. À, gậy đồ này kia thôi. Được hai cái này là ok lắm rồi. Em phải đặt cái bàn chế tạo lúc ở trên đây luôn á. Ừ đúng rồi, trên đây mình kiểu mình để xung quanh đây nó không có ra được á, không có đặt được. Ừ. Rồi, bây giờ mình phải đặt lên trên tàu. Nó hơi to dù sao là cái máy luôn. Giờ sao ta? Giờ mình chỉ đói bụng quá à, không có đồ ăn luôn á. Nãy là đói bụng xong đã bị bắt vô đây đói bụng quá. Ôi, ở đây có con gà nè mọi người ơi. Đã hình nó. Trời ơi, nó cao quá, mình không có đánh được nó các bạn ơi. Nó to vậy sao chơi? À đúng rồi. Tôi có ba, tôi có mấy cái que với mấy sợi chỉ này, giờ mình làm cái cần câu để mình có thể câu được xong chơi nó. Nó vô đây hình nó luôn. Hợp lý đúng rồi. Ngáo ngáo nha, coi canh nó nha ngáo hơn lạc mất nó là mất đồ ăn luôn á. Chị nói lắm rồi. Con gà này bự anh đâu cô, anh làm ra ép rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái cần câu nha các bạn ơi. Đây này, đây được một cái cần câu. Đây chị được rồi. Mất nó, ai nha. Trời, mất nhậu tôi cu rồi. Không có được rồi nè tôi cu ơi. Lại đây thử nó cho cu ơi. Đây. Làm thịt gà tươi ngon. Chết rồi con. Vô. Rồi quýnh nó đi tôi cu. Bưng á, sợ lẽ anh tao cu. Thử nó. Ây, má nha, có thịt rồi. Trời ơi, cuối cùng mình đã có được miếng thức ăn đầu tiên trong ngày hôm nay các bạn ơi. Nguyên ngày hôm qua giờ hôm nay giờ mình đói bụng quá ăn thôi. Có miếng ăn rồi nhìn trời. Thôi để mình cất nè, vậy thôi ngáo dữ đi để chị đi kiếm thức ăn thêm ha. Chị với tôi cô đi kiếm thức ăn thêm. Ngáo nè, ngáo có nhiệm vụ thế này là bây giờ mình có cái xẻng này đúng không? Mình đào xuống dưới đây đi, xong rồi mình làm một cái lò rèn. Ngáo cái đụng mình nung thức ăn lên ăn cho nó đỡ. Đúng rồi, ngáo cứ đào xuống dưới đó đi. Rồi tôi cô với tôi tiếp tục đi farm á. Giờ đợi coi con nào đi ngang nữa không, có cái cần câu thần kỳ này là móc tất cả mọi thứ lại luôn. Ủa đây có con ngang nè tôi cô ơi, tôi móc nó được rồi nè. Đập vô mặt nó, ở thằng kia cái của tôi xong rồi. Tôi cô ơi, tôi móc con ngang được rồi nè. Ở đây, đánh nó. Đập vô mặt nó. Hay quá, có mấy thằng đen vào con nữa nè. Rồi, đập vô mặt nó. Đấm nó. Hay quá, yeah. Đâu, ngáo nãy giờ làm tới đâu rồi. Chị mới chế tạo cái nãy hả, cái lò nãy hả? Đúng rồi. Thôi đứng thịt nha, xịn sò. Rồi có thịt ăn rồi, từ từ. Trời ơi. Ủa, chị đói lắm luôn rồi đó. Đi lên đây đi rồi ăn cái coi. Sao bao công sức chờ đợi kìa. Sao đây lớn đường ta? Dạ. Đây làm cái đường lên nè. Quên. Ăn thôi, nhâm. Nãy giờ mọi người không tan được con nào nữa ha. Trời ơi, một đống lương á. Nhiều mà, nãy để cho nó nướng rồi đó. Ai da, ăn no nê rồi bây giờ mình đi ngủ một giấc thôi. Đi lên cao đi, cô này mình ngủ giấc cho nó đã coi. Ê, đây cái gì vậy? Một con gì cái gì vậy? Đây đây. Ơ kìa, phải nồi zombie kìa, chết rồi, nó to dữ vậy. Sao mình đánh nó đây? Zombie nó bự quá vậy. Ôi, quýnh nó rồi cô. Ai da, nó chạy kìa. Đấm nè. Trời ơi, nó to đi. To quá à. Mày đi ra. Đi ra. Nó nhảy ra. Nó nhảy liên tục luôn. Em chạy xuống đây, em trốn đây. Trời ơi, ngáo nhát dữ vậy. Thôi không sao, để chị lo. Ngáo cứ dưới đó đi. Ôi, được rồi, cái rồi nè. Quýnh nó, tụi cô ơi. Em trốn rồi. Trời ơi, ngáo chạy. Hay quá tụi cô ơi. Con nữa. Trời ơi, sao zombie càng lúc càng đông kìa. Làm sao bây giờ? Ngáo ơi. Tụi cô ơi, phải làm sao đây? Con ông kìa. Ê, ông ơi, tao có hoài nè. Ôi, từ, đưa tôi đây. Tôi con ông lại để con ông nó cứu mình coi chứ. Vậy sao được, không hy vọng con ông nó quay lại nó cứu mình nữa kìa. Bỏ hoa đâu rồi, đây, ông lấy lại rồi kìa. Ủa, như nó rớt xuống đây rồi. Đây, ông ơi. Đây, con ông ơi. Ông đâu rồi? Ông ơi. Đây. Ông kìa rồi, cứu mình chứ. Từ, chị đang hút một con ông.